Thấy chưa bà? Bên này không được quay bên kia thì đã thèm. Thế bên này không được quay bên đây nè. Cái hột nắng lì cứng ở trái nhỏ mà ở giữa khúc đòn giữa mập á, cái mát là không chịu ra. Bán luôn, nhại lên mùi luôn. Mới là đi du lịch miết rồi. Đi chơi chơi. Ừ, bà chơi khỏe ra. Cứ chơi chơi đi. Không, bà đi tour á chị. Ừ. Tour mấy cái tour chị khó gì xăng, bà xăng mấy cái tour rẻ lắm. Ừ. Chị Hương xăng tour đi dễ luôn chưa? Do bà nhớt đi du lịch đó. À, mỗi lần đi biết đồ mệt lắm. Ừ. Do có ba ông xiên chứ. À, có đi theo đó luôn cái ổng á. Xếp đồ rồi cho sách đít đi thôi. Ông sách hết đó. À, còn là ông sách hết. Có người sách đồ cho rồi đó. Chỉ việc đi thôi à. Ok, mày khỏe, trên té ổng ổng mà đi dán sướng. Ừ. Trừ xuống bếp bệnh tật khi mua phải chơi thôi. Ừ, chơi đi. Chơi đi. Khó khăn gì nữa mà không chơi. Rồi lòng vừa chơi. Mình anh lo cho thằng ấy được rồi. Bực bực hai cái chân dưới là sao. Nhiễm rồi. Cô bạn ngại nữa quen.
mình thán nàng hả? Thán nàng không? Dạ. Yeah. Bán không nàng đúng không? Dạ không hả bà. Mua có mình. Mấy tháng rồi đó thầy. Ừ. Xong có heo ba học thì cái mừng tao mới độ đây tầm khoảng tháng độ lại đây mới tiếp được ok đó. Người thấy gì lẫn sạch liền. Bởi mới khó ra đồ giữa thì nó mập là đó hai chị. Còn eo bị mập rồi. Bụng nó bị to bằng he. Hồi nãy tráo nhiều. Nói chân như chứ. Cá phèn mới là cá chị à. Cá bánh đường à. Cái nó dị an chị ăn nó là cái gì à, đó. Mình ăn cá giò mà nhớ quá giờ không không kêu gì mua thêm gà chiên cho bị bơi chứ mà chưa mua à, đó rồi. Nó sót rồi, chị cái trưới qua thôi. Chị không biết nấu ăn cái chị đây tôi tút chị qua vậy nó nước sốt nó đồ chị đồn ngon ư. Cái công thức rồi á. Cái gì? Mới rồi mình học bài cũng nhiều rồi, chứ như hồi xưa. Hồi xưa giấu giấu nghề thì chị học bài rõ luôn á. Hồi xưa giấu đề nấu bán giờ là cái dưới đó nhạt luôn. Từ làm cây nè, thì chị thấy. À. Cây bột gì bỏ vô quái quái là cây trong chữ thứ gì mà dĩ ra không chứ á bài sẵn hết chứ thế chị mở quán gì mà ừ. Biết chứ gì lấy thì rửa lẫn mửa thôi cái từ mình chăm thêm chế thêm đúng mình rồi. Ăn mà thấy cái chén chưa vừa thì mình thêm thêm đường thêm muối hạ chi xuống quen mình làm ăn vài lần là nấu bán được hết thì muốn nấu ăn nữa chừng mua mà đây là nấu món chìm ngấu trời cái đang YouTube hết á đổ bánh xèo và rứa mắm bưa đó là cái nước sốt nó thơm dễ sợ hôm qua chị kia chị mới là một thao to đó là đi dành rồi cháy tỏ với là ớt ớt để sẵn hôm mình đào mình tưới vô ừ ấy bưa thơm dễ sợ không thấy đỏ mà tiếp không ừ, nhìn nè nhìn cái mặt ở trắng bóc đó, đó mà mùn dây đây bởi biết rồi để y đó đừng có rơi vô cái lại gì nặng lần gì mai cái mặt trắng bóc còn ừ, nhau em bấm tay lẫn thăm cái gì hương nặng nhanh lạnh về đi cái mai cái bình thường lắm tới chiều tối là hết rồi còn mai là mình tước rồi chẳng qua giờ ổng đùng vốn phòng giống như mì đai đó chứ không rồi không đã ít đụng lắm đã ra ít đụng lắm à, bởi không đụng không có trắng đây cái mồi vừa cho lẫn thăm hết mồi trắng không có rồi cỡ bà rắm không
ba bữa.